Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn cắt dự án Adobe trên kênh của mình thì mọi người muốn thời gian cho mình nút like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cũng như các bạn muốn kiếm các dự án Adobe hay là những dự án đào coi trên mạng mình thì mình có chia sẻ trong nhóm Telegram để mọi người có thể do vào nhóm Telegram để cập nhật những video và những dự án mới nhất mình chia sẻ trên kênh. À, thưa, các bạn, trong video hôm nay mình cập nhật cho mọi người tiếp tục dự án đến từ Uh, website uh, app cũng như là đào miner uh, đào token mnb đến từ nền tảng miner apsley uh, mọi người nhé. đấy thì uh, uh, con app này hiện tại đã lên mainnet và nó đã chấm dứt mọi người đào uh, bản beta và hiện tại thì bản mainnet này thì nó mới ra và chúng ta cần phải đăng nhập và đăng ký một cái tài khoản mới mọi người nhá. đấy và xin thông báo với mọi người là uh, nội dung của video này thì Tất nhiên là mình chỉ hướng hướng đến là cái nội dung ở trong cái uh, tin nhắn uh, tức là cái một cái email của uh, nền tảng uh, Minabel gửi cho chúng ta nhé Đây là có chứ có một kia uh, uh, một cái thông báo mới nhất này thì mình muốn cập nhật đến mọi người để không nếu như mà nó đúng như của cái thông báo này thì mọi người cần phải làm gấp cho mình nhé đây mình sẽ dịch cho mọi người mọi người kiểm tra email của mọi người nhé thì nó sẽ có một cái email uh, mới vừa cập nhật trong đây đây là cách ngay mình 18 giờ 7 phút này, nó bảo này. Thì là nội dung của video, của cái email này như sau. Nó bảo là đã đến lúc thưởng cho những người thử nghiệm bản beta của chúng tôi, tức là các bạn đã đăng ký cái bản beta ngày trước ấy, dùng email đăng ký bản beta ngày trước ấy và có tốc độ khai thác là 250 ml/giờ, đấy đến giây ấy. Thì trong phiên bản beta thì bạn sẽ nhận được một trong các GPU ảo dành cho người mới bắt đầu nhá của chúng tôi trong vòng 24 giờ đấy trong vòng 24 giờ tới thì những bạn những cái bạn mà đã đăng ký uh, phiên bản beta lần trước và có cái GPU tốc độ 250 mh trên dây thì các bạn sẽ nhận được một cái GPU ảo dành cho người mới bắt đầu mọi nhá đấy và điều này sẽ cho phép uh, tất cả người dùng bản beta dành thời gian và công sức của họ để giúp chúng tôi sẵn sàng ra mắt bản mainnet mọi nhá đấy rồi và cái quan trọng nhất là các bạn phải cập nhật lên phiên bản mới nhất này đấy tạo ví mới trên ứng dụng này lưu ý là các bạn sẽ tạo một cái ví mới ứng ví mới nhá ví mới ở ứng dụng ấy bằng chính cái email tức là email mọi người đã sử dụng đăng ký lần trước ở trong cái bản beta lưu ý mọi người nhá còn nếu các bạn sử dụng cái email khác thì sẽ không nhận được cái gbu này mọi người nhá đấy Ok và thời hạn à, các bạn muốn à, tạo ví mới là sẽ đến 20 giờ ngày hôm nay à, giờ 20 giờ UTC hôm nay mọi người nhá để tạo ví của mình. Đấy, tức là 20 giờ UTC giờ của Mỹ ấy thì các bạn sẽ à, không tạo được ví nữa nhá. Đấy, lưu ý mọi người. Lúc đấy thì các bạn tải tạo tạo xong thì tất nhiên nó sẽ không gửi cái GPU nữa cho mọi người nữa. Đấy, đấy là cái nội dung chính của cái, của cái à, thông báo này. Thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người này. Các bạn sẽ mở cái app mà, mà... NB lên đúng không ạ? Mine Able, mở lên. Ở đây thì tất cả các tài khoản cũ thì lần trước các bạn đã đăng ký thì tất nhiên là bản beta hiện tại thì các bạn sẽ không đăng nhập được nhá. Thì tất nhiên chúng ta sẽ cần phải tạo một cái tài khoản mới này. Thì khi vào đây rồi các bạn bấm vào create wallet này. Ở đây thì các bạn sẽ nhập cái email Email là email lần trước của các bạn đã đăng ký nhá. Đấy, nhập đúng email đấy. Thì mật khẩu thì cũng các bạn nên nhập đúng cái mật khẩu lần trước luôn. Đấy. Sau đấy mọi người sẽ bấm một con tin. Sau khi các bạn bấm con tin ấy, nó sẽ có một cái email gửi về uh, email của các bạn đăng ký ấy để kích hoạt verify nhá. Tức là các bạn các bạn phải verify tài khoản. Đấy. Sau khi verify tài khoản xong, thì nó sẽ có bước phần là uh, cho các bạn. À, cung cấp cho các, các bạn 12 cái ký tự đặc biệt đấy để khôi phục ví nhá Đấy thì các bạn nhớ lưu lại cho mình và lưu lại thì có bước cuối cùng là bước nó sẽ bắt mọi người nhập số th thứ tự à, từ một cái ký tự bắt buộc nhá hai à, ký tự bắt buộc sau đây một người ký à, tự số 1 và ký tự 12 thì các bạn sẽ nhập đúng với ký tự số 1 và số 2 là số 12 của mọi người nhá sau đấy mọi người sẽ mở à, bấm đăng ký cho mình và bấm đăng nhập cho mình đấy. Rồi khi các bạn bấm đăng, bấm đăng ký xong thành công rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bấm login đúng không ạ? Đây thì bấm login thì các bạn tiếp tục nhập đúng cái tài khoản email của các bạn. Đây là lần trước mình đăng ký tài khoản này thì mình sẽ nhập vào này. Đấy và bấm một con tin để mọi người đăng nhập lên nhé. Đấy vào đây rồi thì tất nhiên hiện tại thì các bạn chưa nhận được cái GPU của dự án tặng mà. Đấy là sau 24 giờ ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhận được cái GBU. đấy là cái thông báo của email mọi người nhá. Đấy cho còn mình cũng cái thông tin này mình chưa, chưa kiểm chứng được nhưng mà mình muốn à, hướng dẫn trước để cho các bạn khỏi nếu như dự án nó nói đúng thì các bạn à, à, đăng nhập thì mọi người sẽ nhận được cái GBU mọi người nhá. Đấy còn nếu như mà à, nó scam thì chúng ta thì bỏ qua nhá và đồng thời ở trong cái app GPU ở trong cái app này thì hiện tại nếu như các bạn muốn mua thêm một cái máy đào này free này à, muốn mua thêm một cái máy đào thì các bạn có thể chuyển ETH vào đây để các bạn mua một cái máy đào với cái giá trị là 0,06 ETH này tương đương cả 10 USDT một nhá và cái này thì số lượng có hạn mọi nhá lưu ý mọi người cái này thì là dành cho những anh em mà à, đầu tư mọi người nhá đấy thì còn chúng ta chơi miễn phí thì chúng ta chưa chưa vội nhá đấy chúng ta sẽ cập nhật cũng chờ cùng chờ đợi cái dự án hôm nay phân phối cái GBU như thế nào đấy đấy là nội dung chính của cái video hôm nay mình muốn cập nhật cho mọi người nhá bởi vì cái tin à, của, của cái email này của cái dự án nó gửi về khá là à, muộn nhá đến hôm nay thì nó mới gửi này nội dung của hôm nay thì tất nhiên là các bạn cần phải tạo cái ví mới trước 20 giờ UTC ngày hôm nay mọi nhá giờ UTC thì các bạn biết đấy hình như là cách mình 7 tiếng đúng không cách Việt Nam chúng ta 7 tiếng đấy OK chưa rồi, nếu các bạn cảm thấy cái video này hay thì mọi người bớt chút thời gian cho mình nút like luôn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy, video hôm nay thì mình chỉ cập nhật cho mọi người như vậy. Hy vọng là sau 24 giờ ngày hôm nay, nội 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 là ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ nhận được một cái GPU trong này để chúng ta tiếp tục đào cái uh, tham gia cái dự án đào token MNB mọi người nhá. Đấy. Ok, cảm ơn mọi người xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.